Xin chào các bạn đến với Hải Phòng Computer. Video ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn một chiếc màn hình máy tính đến từ MSI, một trong những hãng sản xuất phần cứng máy tính lớn nhất thế giới. Thời gian gần đây, MSI thường xuyên tung ra thị trường các mẫu màn hình với chất lượng cực tốt. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về chiếc màn hình MSI MP242. Đây là phiên bản nâng cấp của MSI MP241. Về thiết kế thì hai phiên bản này hoàn toàn giống nhau, cũng là thiết kế hiện đại với màn hình tràn viền, vỏ đen nhám kết hợp với chân đế tròn tạo nên sự sang trọng, cứng cáp, chắc chắn. Các phím điều chỉnh được đặt ở phía sau bên phải. MP242 cũng được tích hợp các cổng kết nối như audio, VGA, HDMI và được tích hợp cả loa bên ngoài, giúp các bạn trải nghiệm âm thanh một cách dễ dàng. Sơ qua về ngoại hình cũng như là thiết kế của em nó vậy thôi. Tiếp theo sẽ là thông số bên trong. Với kích thước màn hình là 24 inch, màn hình này sử dụng tấm nền IPS dài màu sRGB cho độ hiển thị sắc nét và trung thực. Tỷ lệ màn hình 16:9 với độ phân giải là Full HD và đặc biệt tần số quét lên tới 75Hz giúp tăng hiệu năng trải nghiệm hình ảnh một cách mượt mà hơn với các tựa game FPS và các video có tần số quét cao. Tổng kết lại thì mình đánh giá đây là một chiếc màn hình được tích hợp khá nhiều công nghệ cũng như là tính năng hữu ích cho người dùng, và đặc biệt với mức giá vô cùng hợp lý, bất cứ ai cũng có thể sở hữu. Và các bạn thấy thế nào về chiếc màn hình này? Nếu thích hoặc muốn trải nghiệm em nó thì hãy đến ngay với Hải Phòng Computer, địa chỉ 84 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Trân, Hải Phòng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.